Calliope. Mọi người mua đi. Giờ Calliope tập vô rất là mát. Calliope ta sẽ không sợ bị lag giờ. Này hoàn toàn nó không có mùi, không có vị gì luôn á. Thậm chí ai có vị mà có vị hơi đắng đắng. Hơi đắng cay cuộc đời. Hơi đắng cay cuộc đời. Thử coi, liếm coi. Chị nói là thiệt luôn á trời. Alo alo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vi. Như cái title bên dưới thì ngày hôm nay Vi và các bạn sẽ cùng nhau mổ xẻ một loại mặt nạ của nhà Calliope mà thời gian qua Vi đã sử dụng. Đây mọi người, đây là mặt nạ của nhà Calliope. Vi đã dùng hết cái gói mặt nạ này rồi và chỉ còn một miếng thôi. Và biết là chỉ còn một miếng như vậy thôi nên là Vi đã pick up hẳn một cái hộp mới luôn rồi. Coi như là xài xong cái này là có thêm một cái hộp này để xài tiếp nữa mà không cần phải chờ đợi. Và tất nhiên thì đây là một cái sản phẩm mà thời gian qua Vi đã sử dụng, coi như là Vi đã ăn nòng với nó rất là lâu rồi, xài hẳn hết một hộp và qua hộp thứ hai rồi, nên ngày hôm nay mới mạnh dạn review cho mọi người. Và để tăng thêm tính chân thật của cái phần review re-earn ngày hôm nay thì ngày hôm nay sẽ có thêm phần xuất hiện mà được mọi người rất ư là yêu cầu, đó là em trai Vi. Cho một tràng pháo tay để chào đón em trai Vi nào. Hello mọi người, lâu quá không gặp. À ok, và chia sẻ cho mọi người một tí là trước giờ ấy, em trai của Vi á, nó chưa bao giờ đắp mặt nạ giấy hết. Cho nên là cái lần đắp này chắc chắn sẽ có những cái vụn về của một trang giấy trắng, như là cái lần skincare lúc trước sẽ có những cái ngu ngốc và lượm thượm, cho nên mọi người bỏ qua đúng không? Chứ vậy chưa có đắp mặt nạ giấy mà. Mặt nạ giấy là giống như tờ giấy hả? Cái tờ giấy đắp lên mặt á hả? Cái giấy trắng hả? Tờ giấy trắng ơi, A4 rồi. Đâu... chứ chứ mặt nạ gì nữa. Em có thấy ai lấy tờ giấy A4 đi đắp mặt không? Ok, đó thì mọi người thấy đó, đó nhiêu đó là đã đủ là thấy là cái sự ngây ngô của ẻm rồi hen. Ok, quay lại với mặt nạ Calliope ngày hôm nay. Mổ xẻ về cái thành phần trong em mặt nạ Calliope một tí thì đặt vô mắt mọi người. Đầu tiên á thì mọi người sẽ thấy cái thành phần Botulaca oleracea. Nghĩa là gì? Cái gì? Cái đó nghĩa là cái gì? Bà có giải thích cho người ta không? Sao chị đọc lắm? Chị đọc thì chị giống như là đầy đọc tiếng Iran à. Trên rừng trên rú xuống nha. Rồi tiếp là gì? Botulaca olera. Nghe nó mà tức. Oleracea. Đây là một cái thành phần rau xam. Em có biết rau xam á là để làm cái gì trong cái trong cái mặt nạ này không? Cái thật rau xam là cái gì em cũng chưa biết á. Biết rau má nè, rau dền nè, rau muống nè, chưa biết rau xam là cái gì. Vậy là em không biết thành phần rau xam đúng không? Ừ, chưa biết. Chị cũng đâu biết đâu. Nó giỡn mọi người thôi chứ trước khi mà mình sử dụng, nói chung là mình đã có một cái khoảng thời gian sử dụng em này rồi. Trước khi sử dụng á thì mình cũng không có biết cái thành phần rau xam là cái gì. Đối với mình nó quá xa lạ luôn. Tại vì mình chỉ nghe thành phần rau diếp cá, rau má, hoa cúc các thứ trong sản phẩm làm đẹp thôi, nhưng mà rau xam thì chưa có biết gì luôn. Nhưng mà lúc mà trước khi mà bắt đầu sử dụng á thì sau một cái khoảng thời gian tìm hiểu thì mình cũng biết được những cái công dụng trong rau xam. Trong rau xam có công dụng nha em, có nghĩa là trong cái thành phần rau xam này nè có cái khả năng là chống oxy hóa nè, ngăn ngừa lão hóa cho da. Nếu mà mình không sử dụng sản phẩm của Calliope này mình cũng không biết cái thành phần rau xam này là để làm cái gì luôn ý. Và tiếp theo trên bao bì của em này có cái thành phần là thành phần chiết xuất từ rau má Madecassosis và Centella asiatica Botulaca Massif này. Cái thành phần rau má trong em này á có cái tác dụng là kháng viêm nè, làm lành vết thương, kháng khuẩn, cải thiện thâm mụn. Và nếu mà kiên trì sử dụng sau một cái khoảng thời gian thì còn sẽ thấy được cái tác dụng là nâng tông da, có nghĩa là cải thiện cái tông da nữa. Nhưng mà sau một cái khoảng thời gian sử dụng nha. Tại trước giờ chị đã sử dụng những cái thành phần chiết xuất từ rau má rồi. Là mình phải kiên trì chứ không phải là một sớm một bữa. Nhưng mà về cái tác dụng làm lành vết thương á, làm dịu da là chị thấy rau má đáp ứng rất là tốt luôn, chứ không phải là chỉ ăn rồi uống mình hoặc là ăn với chè. Và tại sao nói là cái mặt nạ Calliope này là một cái sản phẩm có khả năng trị mụn được? Bởi vì trong em này có cái thành phần Benthem Salicylate. Thì em biết cái thành phần này là gì không? Rồi ba đó. Rau má, rồi rau xam, không biết mà không có ba đó sao biết. Ok, thì cái thành phần Benthem Salicylate này là một cái thành phần hóa học các em. Biết hóa học. Là một cái thành phần hóa học đó.
đây gọi là một cái thành phần hóa học mà nó có khả năng là kháng khuẩn nè, trị mụn, mà nó còn nhẹ hơn cả ác A nữa. Nói chung là những bạn mà có một cái nền da yếu, một cái nền da mà dễ bị breakout, dễ bị nhạy cảm mà nổi mụn á, thì có thể lựa chọn cái thành phần benzoyl salicylate này ha. Nó có khả năng là kháng khuẩn nè, trị mụn và tẩy tế bào chết nhẹ trên bề mặt da nữa. Và chắc chắn là về những cái sản phẩm mặt nạ giấy nào thì nó cũng sẽ có những cái thành phần cấp ẩm, và trong em này thì cũng không phải một trường hợp ngoại lệ. Có glycerin nè, butylenicol nè, beta-lucan nè và carbilic. Và đặc biệt trong em này còn có một cái thành phần rất là sáng giá, đó là adenosine. Wow. Sao vậy, bất ngờ quá vậy? Adenosine là gì? Có nghĩa là cái thành phần này là một cái thành phần chống viêm nè, rồi kháng khuẩn nè, và đặc biệt á là còn làm sáng da nữa và chống lão hóa rất là ok. Đó. Gì rắn vậy? Em mắc cười quá, trước khi sử dụng một cái sản phẩm nào đó thì phải tìm hiểu chứ. Mà có thể thuộc chuyên sâu. Tại vì trên mỗi cái sản phẩm nó đều có, em hiểu không? Trên mỗi cái sản phẩm nó đều có, chứ không phải là những cái thành phần này là chị chế ra. Cái Caryophy này là của Hàn Quốc mà, nó phải để show ra tất cả những cái thành phần đàng hoàng chứ. Em mà xài một cái sản phẩm nào đó mà em thấy là nó để qua là vitamin E, glycerin, rồi chấm các thứ á, là thường á là nó chỉ có trong kem trộn thôi á. Em để ý đi. Rồi những cái sản phẩm đàng hoàng thì thường nó để show hết những cái ingredients luôn nè, hay không đóng gì luôn. Đúng rồi, nó bắt buộc nó phải để hết, bắt tìm hết luôn. Ừ thì ý là những cái thành phần nào mà sáng giá thì mình sẽ mention vô, mình sẽ review cho các bạn, hiểu không? Thì đó là tất cả những cái thành phần nổi bật mà nãy giờ Vi show ra cho mọi người, Vi chia sẻ cho mọi người mà trong em mask của nhà Caryophy Botulica Mask này có. Thì bây giờ mình và em trai mình sẽ cùng nhau tiến hành đắp mask. Và trong lúc sử dụng thì mình cũng sẽ review những cái công dụng mà mình đã cảm nhận được trong cái thời gian qua mà mình sử dụng, cũng như là mọi người sẽ thấy được, mọi người sẽ biết được những cái review chân thật nhất của một người lần đầu tiên sử dụng mặt nạ mask, lần đầu tiên sử dụng mặt nạ giấy thông qua hình ảnh của em trai mình. Ok thì bây giờ mình sẽ unbox cái mặt nạ, cái miếng mặt nạ này ra. Ok đây mọi người. Cái mặt nạ này nó rất là ngộ mọi người. Trong đây mọi người thấy là nó có cái mấy cái hình lỗ mọi người, là nó có những cái hình cái lỗ như thế này nè mọi người. Rồi đó, em thấy bây giờ em thấy em trai mình nó chưa mở ra nữa. Bây giờ mình sẽ đắp lên mặt. Trời ơi mát quá. Cái giống gì vậy? Không những cái lỗ ở trong cái miếng mặt nạ này nó khác với những cái miếng mặt nạ khác, mà cái chất liệu của em này còn khá là khác so với những cái loại mặt nạ thông thường. Đó là cái chất liệu, Tencel. Thì về cái chất liệu này á, có những cái ưu điểm là, thứ nhất là nó rất là thân thiện với môi trường. Thứ hai là về cái chất liệu này nó sẽ giúp cho cái dưỡng chất nó thấm hút sâu hơn. Ưu điểm thứ ba mà Vi thấy khá là ổn, đó là giống như là Vi thường đắp mặt nạ xong mà Vi hay bị ngủ quên á, thì với cái chất liệu này nó sẽ không có làm cho cái trường hợp là bị hút ẩm ngược từ cái da mình ra khỏi miếng mặt nạ. Như là nếu mà các bạn để quá lâu, 10, 15 phút hơn lố, hơn 20 phút, như là nửa tiếng hoặc thậm chí các bạn ngủ quên một tiếng luôn, thì những cái loại mặt nạ thông thường á, cái chất liệu của nó sẽ làm cho những cái dưỡng chất từ trong cái da mặt của các bạn nó hút ngược lại cái miếng mặt nạ, coi như là đắp cũng như không. Nhưng mà với cái chất liệu này á thì các bạn sẽ không có gặp trường hợp như vậy. Có nghĩa là những loại mặt nạ giấy cấp ẩm khác á nha, là khi mà tháo mặt nạ thì chị để 15-20 phút sau chị phải rửa mặt lại bằng nước, tại da của chị nó là thuộc diện da dầu ấy, em hiểu không? Khi mà để cái dưỡng chất trên mặt quá lâu với người ta á, để cho nó thấm vô hết luôn rồi để không rửa luôn, thì chị sẽ bị cái cảm giác là nó bị bít tắc lỗ chân lông. Coi như là nó cứ ẩm ẩm, nó rít rít và rất là dễ gây ra trường hợp mụn. Còn một cái công dụng nữa mình thấy khá là rõ rệt trong cái sản phẩm mặt nạ của nhà Caryophy này, khi mà mình bị những cái mụn mà nó sắp chín cồi á, coi như là một tuần chị đắp 4 đến 5 lần luôn, mỗi lần đắp như vậy chị đều thấy cái công dụng là nó hỗ trợ cho cái mụn của mình, nó giảm viêm rất là rõ rệt luôn, và những cái mụn mà nó đang có cồi bên trong thì nó cũng hỗ trợ xe cồi lại rất là nhanh. Có một cái đặc điểm nữa mà không biết là nãy giờ em có để ý không, là em có nghe được cái mùi gì trong mặt nạ thì đâu có mùi đâu. So với những cái loại mặt nạ giấy khác á thì nó sẽ có những cái mùi đó mọi người, mùi thơm một tí, nhưng mà
cái mặt nạ này hoàn toàn nó không có mùi, không có vị gì luôn á. Cái về cái mùi hương này thì đây cũng là một cái ưu điểm khá là lớn cho những bạn mà có làn da nhạy cảm mà không có dùng được những cái sản phẩm skincare có chứa hương liệu ấy. Thì các bạn nên thử sử dụng cái mặt nạ này thì thật sự nó rất là làm cho các bạn hài lòng. Còn bản thân mình thì mình không có quá kích ứng với mùi hương nên là cái đặc điểm là không có mùi này nó cũng bình thường so với mình thôi. Nhưng mà mình thấy là nếu mà bạn nào mà hay bị kích ứng hương liệu trong mấy cái sản phẩm skincare thì có thể chọn em này ha. Sau một cái khoảng thời gian mình sử dụng thì mình cảm thấy là em này có những cái công dụng là làm dịu da nè, giảm viêm nè, rồi giảm kích ứng nè, cấp ẩm rất là nhẹ nhàng cho da. Những cái đặc điểm trên thì rất là thích hợp cho những bạn mà vừa mới nặng mụn xong có thể sử dụng em này. Mọi người nó vui lắm, tự nhiên chưa cái mũi. Ủa, em biết đâu, nhấn mà nó cũng vậy. Đồ điên rồi, mọi người thấy không, đây là cái sự ngu ngốc. Em thật sự ngu ngốc. Nó bị dính hả? Đập mặt nạ cũng không xong. Ủa, nó vậy luôn hả? Hàng gì nó nhấn quá, nó dính. Nè, trời, nãy giờ chị không để ý luôn. Nói chung là nó mát ha. Nó mát thiệt á. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ tháo nha. 15 phút rồi. 1, 2, 3. Xong mà cái miếng mặt nạ nó vẫn còn rất là mát luôn á mọi người. Ok thì đó, em thấy cảm giác thì sao? Thôi cảm giác như nhà mình nó tưng được ấy. Độ đàn hồi giống tấm niệm kim đan vậy á, nó tưng độ đàn hồi á. Ừ đó, da có độ đàn hồi ha. Rồi đó, nè em thấy không? Coi như là nó đâu có chỉnh chỉnh gì đâu không? Coi như là nó thấm hết vào da luôn. Còn những cái khác là, những cái miếng mặt nạ giấy khác là, ví dụ mấy bạn tháo ra là nó sẽ bóng luôn á, coi như là nó để lại một cái lớp nước trên mặt của mấy bạn luôn á. Nãy giờ tụi mình tháo ra mà chưa đầy một phút nữa đúng không? Chưa đầy một phút nữa đã thấm hết luôn nè. Nè từ từ là em cảm nhận là coi như là mặt em giống như là xài toner bình thường vậy á, chứ không phải là đắp mặt nạ nữa. Nó rất là hợp cho những bạn mà da dầu mà hay sợ cảm giác mà dưỡng ẩm lên mà nó rít á, mà nó bị nổi mụn lên á, thì đó, có thể chọn cái mặt nạ này rất là hợp lý luôn ha. Tiếp tục bước sau luôn, không cần phải rửa mặt lại đúng không? Đúng rồi. Đó thì đó là cái ưu điểm mà chị thấy thích cái mặt nạ này là mình không cần phải rửa lại, coi như là những cái mặt nạ khác thì chị phải bắt buộc chị phải rửa lại. Tại vì nó quá chỉnh đi, làm cho cái da mặt của chị nó nặng. Nhưng mà cái mặt nạ này thì chị không có phải rửa lại, em hiểu không? Đó thì đó rất là phê mọi người ơi.